nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đang đến với cuộc thi tuần 2 quý 3 Central English Challenge năm 2020. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling thực hiện với sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Viscafan. Thưa quý vị, tháng 6 mùa thi, mùa để chúng ta trao gửi yêu thương, và đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 5 thì đây là thời gian rất đặc biệt, bởi vì các bạn sẽ không còn nhiều thời gian nữa để có thể ở bên nhau ở ngôi trường cấp 1 yêu thương của mình. Và với những người thực hiện chương trình thì rất mong sân chơi English Challenge sẽ để lại trong các bạn những kỷ niệm thật đẹp. Và để tạo được không khí sôi động cũng như là tiếp thêm sự tự tin cho các bạn thí sinh thì chúng ta hãy dành cho các bạn một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt thân quen, những con người rất vui tính và thông thái, đó chính là các thành viên trong ban giám khảo. Xin giới thiệu cô Lu Marie Estacio, trưởng phòng đào tạo Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling. Thầy Niklas Peterson, giáo viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết, phó trưởng khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh. Còn bây giờ hãy nồng nhiệt chào đón bốn thí sinh xuất sắc có mặt trong cuộc thi tuần 2 quý 3. Xin mời chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thục Anh đến từ trường Tiểu học Lê Mau, thành phố Vinh. Chào đón bạn Đặng Khánh Ly, đại diện của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Chào mừng bạn Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, đại diện xuất sắc của trường Tiểu học Trường Thi, thành phố Vinh. Và chào đón bạn Nguyễn Kiều Thanh đến từ trường Tiểu học Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Như vậy là bốn bạn thí sinh đã có mặt trên sân khấu của sân chơi English Challenge, và chúng ta hãy đến với phần Introduce Yourself. Phần thi 1, Introduce Yourself, giới thiệu về bản thân. Trong phần thi này, thí sinh sẽ nêu ý tưởng về bản thân mình và được ekip hỗ trợ thực hiện các clip ngắn. Các clip này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của người thân và bạn bè. Điểm thưởng cho mỗi thí sinh ở phần thi này là 100 điểm. Hello everyone, my name is Thuc Anh. I'm a student at Le Mau Primary School. My happiness is go to school every day to study and play with my friends. Especially, I have a group of best friends include Phương Chi, Lê Chi, Ngọc Diệp and Hà Linh. Each one of them has own personality, a different dream, but we have own interests. It's reading books. In order to help me step into English challenge, the teachers and my classmates organized a golden bell contest to review my knowledge, and this time I continue to be a winner. I hope luck will smile on me in English challenge. Please support for me! Hello. Hi. Are you shy when your video clips is on the screen? Yes. Yeah. How long have you and your best friend been together? We have companions for 2 years. So, are you ready? Yes. Okay, wonderful. Bạn Thục Anh đã sẵn sàng và chúng ta sẽ đến với phần thi challenge ngay bây giờ. Phần thi 2, challenge, phản ứng nhanh của thí sinh. Ở phần thi challenge, trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh các câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai sẽ không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 300 điểm. What country is Malayan a symbol of? Skip. Singapore. Where does Lam River originate? Skip. Laos. What is Ngô Bảo Châu famous for? Skip. Maths. Which male footballer won Vietnam Golden Ball Award 2019? Skip. Đỗ Hùng Dũng. Who wrote the poem Nghe Thầy Đọc Thơ? Skip. Trần Đăng Khoa. What date is International Children's Day? The 1st of June. Correct. Where did Emperor Quang Trung intend to set up the capital at first? Nghệ An. Correct. How many sides does a rectangle have? 3. Incorrect. 4 sides. How many minutes are equal to half an hour? 60. Incorrect. 30 minutes. What is the synonym of the verb to delay?
Thời gian dành cho Thục Anh thể hiện mình ở phần thi Challenge đã trôi qua rất nhanh. Và với hai câu trả lời đúng thì bạn giành được 160 điểm. Xin chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ đợi sự xuất hiện của thí sinh thứ hai, bạn Khánh Ly. Hello everyone, my name's Lee. This year I will be 11 years old. Well, this is my lovely school. Up there, I can study many interesting things. At break time, I often play chess with some of my friends. I'm playing not well, but I like it very much. I also like studying English because it's very necessary in life. And I also want to be an English teacher. Come to the show, I can concert and share by everyone. I will try my best to win the competition. Please support me. So tell me, how do you feel now? I feel really happy because when I come to English Challenge, I am trusted by my family, okay, my friends and my teachers, mm-hmm, and I am concerned and shared by everyone. Okay, wonderful. So are you ready? Yes. Wonderful. Here we go. What planet do we call Earth? Skip. Green planet. What province does Dallas City belong to? Skip. Lâm Đồng. What does Mr. Nguyễn Tài Thu do? Skip. Doctor. The Golden Ball for the Best Women Footballer 2019 was awarded to Huỳnh Như, right or wrong? Right. Correct. Who wrote the poem Gửi Lời Chào Lớp 1? Skip. Hữu Tường. What date is the Vietnamese Family's Day? Skip. June 38th. What's the abbreviation for the World Health Organization? Skip. WHO. What animals can copy humans' words? Skip. Parrots. What is the synonym of the verb to book? Skip. To reverse. What is the longest river in Thanh Hóa? Skip. Mã River. Vâng. Như vậy là với một câu trả lời đúng ở phần thi Challenge thì tới thời điểm này Khánh Ly giành được 130 điểm. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ ba, bạn Hạnh Nguyên. Hello everyone, my name is Hạnh Nguyên. I'm class 5E, Shawnee Primary School. I'm very happy to see you at this English Challenge contest. As you know, we can learn many subjects at school, and my favorite subject is art. To draw many beautiful pictures, you have to prepare many things, like sketchbook, pencil, eraser, and more. During art lesson, we can learn how to draw people, activities, landscape, or animals. Sometimes, our art teacher showed many beautiful pictures on the web and let us see them. Most of my classmates love this subject very much. In the future, I want to become a comic artist, so that I can draw many characters in my own story. Joining in English Challenge competition is a great honor to me. I will try my best. Please support me. Anh Nguyễn cố lên, chủ sinh luôn bên bạn. Yeah. Hello. Hi. It seems to me that you have great passion for art and reading, right? Yes. So, what is the your favorite characteristic in the story you read? Yeah, I have many favorite character in the in my favorite comic mm-hmm. books. And sometimes I learn to draw my character. It took me a little bit of time to draw them because it's very hard. Okay. So, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Here we go. What is the capital city of Canada? Skip. Ottawa. What province does Hiền Lương Bridge belong to? Skip. Guangxi. Who is the singer having massive hit named Có Chàng Trai Biết Lên Cây? Skip. Phan Mạnh Quỳnh. Where are there a lot of trees and animals? Zoos. Incorrect. Forests. Who wrote the poem Quả Sầu Riêng? Skip. Phạm Hồ. What date is the Vietnam Revolutionary Press Day? Excuse me? What date is Vietnam Revolutionary Press Day? Skip. June 31st.
How many minutes are 220 seconds equal to? 3. Incorrect, 2 minutes. What does a train run on? Skip. Rails. What is the synonym of the word to raise? Như vậy là bạn Hạnh Nguyên đã vừa hoàn thành xong phần thi challenge và rất tiếc bạn chưa giành được điểm. Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian ở phía trước để thay đổi điểm số của mình. Chỉ còn một thí sinh nữa thôi và chúng ta chờ đón sự xuất hiện của bạn, bạn Kiều Thanh. Hi guys, I'm Thanh. I'm studying at class 5D in Ningtao Primary School. I played table tennis when I was 9 years old. Table tennis gives us a lot of skill, you know. We will have a very relaxed spirit after school. Now, let's visit my school with me. This is my second home because I always receive the attention of my teachers, my friends, especially everyone always company with me in English challenge. I hope I will win, support me please. Are you excited for the game show today? Yes. Okay. Are you ready? Yes. Here we go. What is the capital of Spain? Skip. Madrid. What is the abbreviation for United Nations Children's Fund? Skip. UNICEF. What shape has 4 equal sides? Square. Correct. How many legs does a tiger use to move? 2. Incorrect. 4. What is the synonym of the verb to live out? Skip. To omit. Who used to be considered the golden boy of Vietnam football? Skip. Phạm Văn Quyến. What is the largest river in Hà Tĩnh? Lam River. Excuse me? Lam River. Incorrect. La River. How many seasons are there in southern Vietnam? 4. Incorrect. 2 seasons, dry and rainy seasons. What do you call your grandmother's father? Như vậy là Kiều Thanh vừa hoàn thành xong phần thi challenge với một câu trả lời đúng và bạn giành được 130 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thi thứ hai, phần thi Wordscape. Phần thi 3, Wordscape, điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống. Thí sinh sẽ có 3 lượt điền ký tự còn thiếu vào ô trống. Ở từng lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Điền đúng mỗi dãy chữ và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai hoặc không dịch được nghĩa, thí sinh sẽ không được điểm. Những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng ghi được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu nói không đúng nghĩa, không được cộng điểm và không bị trừ điểm. Sau 10 giây không có thí sinh trả lời, MC sẽ đưa ra đáp án. Ở phần thi này, sau khi kết thúc lượt thi của cả 4 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ. Từ khóa sẽ được gợi ý bằng việc lật mở một hoặc một số ký tự. Cả 4 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong 15 giây bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời và đọc phiên âm dịch đúng nghĩa của từ khóa. Trả lời đúng, thí sinh sẽ ghi được 60 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm. Here we go, the first word for Thục Anh. Anyone else? Khánh Ly. Examination. What does it mean? Đề kiểm tra. Okay. Khánh Ly đã giành được 10 điểm ở lượt chơi của bạn Thục Anh. Xin chúc mừng. Here we go, the second word for Thục Anh. Anyone else? No? So the word we are looking for is shower. Shower. Vài hoa sen, hoặc tắm, hoặc là mưa rào. Okay. Như vậy là với từ vựng thứ hai thì Thục Anh chưa giành được điểm và chúng ta sẽ tiếp tục với từ vựng thứ ba. Here we go, the third word.
Can you spell the word? H-E-A-T. What does it mean? I forget it. Heat có nghĩa là sức nóng. Và bạn rất tiếc là đã không giành được điểm ở từ vựng này. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ba từ vựng tiếp theo do sự thể hiện của bạn Khánh Ly. Here we go, the first word for Khánh Ly. Anyone else? Hạnh Nguyên. R-E-S-T. Rest. Nghỉ ngơi ạ. Ok, wonderful. Như vậy Hạnh Nguyên vừa dành thêm cho mình 10 điểm nữa ở từ vựng đầu tiên dành cho Khánh Ly. And here we go, the second word for Khánh Ly. Anyone else? No? So the word we are looking for is flamboyant. Hoa phượng. Sau đây sẽ là từ vựng thứ 3 dành cho Khánh Ly. S-W-I-M-M-I-N-G. Swimming. Bơi ạ. Ok, wonderful. Và như vậy Khánh Ly dành thêm cho mình 30 điểm nữa ở từ vựng swimming. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm từ khóa với sự thể hiện của bạn Hạnh Nguyên. Here we go, the first word for Hạnh Nguyên. Anyone else? No? So the word we are looking for is the word reward, phần thưởng. And here we go, the second word for Hạnh Nguyên. Ticketed sao là tiếng vé kéo. Okay, wonderful. Bạn Hạnh Nguyên đã xuất sắc dành thêm cho mình được 30 điểm nữa. Và bạn chỉ còn một từ vựng nữa thôi. Here we go, the third word. P-U-P-I-L. Pupil. Học sinh ạ. Ok, wonderful. Từ vựng thứ 3 đã đem về cho Hạnh Nguyên 30 điểm nữa. Xin chúc mừng. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho Kiều Thanh thể hiện sự hiểu biết của mình về bốn từ vựng. Here we go, the first word for Kiều Thanh. S-C-H-O-O-L, trường học. Ok, school, trường học. Và Kiều Thanh giành được 30 điểm đầu tiên ở phần thi Worst Case. And here we go, the second word. Anyone else? Khánh Ly. T-O-U-R-I-S-T. Tourist, khách. Tourist, okay. Khách, khách du lịch. Okay, very good. Như vậy là bạn Khánh Ly dành thêm cho mình 10 điểm nữa ở lượt chơi của Kiều Thanh. Thưa quý vị, bởi vì để phù hợp cho chủ đề của tuần này thì từ vựng mà ban tổ chức muốn các bạn tìm đó chính là tourism, có nghĩa là ngành du lịch hoặc du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với từ vựng thứ 3 ở lượt chơi của bạn Kiều Thanh. Here we go, the third word. S-U-M-M-E-R-C-A-M-P. Dài hè. Ok, wonderful. Và Kiều Thanh đã vừa tìm về cho mình thêm 30 điểm nữa. Và như vậy là 12 từ vựng để phục vụ cho từ khóa của chương trình ngày hôm nay đã được tiết lộ. Here we go, the key word. Hạnh Nguyên. S-U-M-M-E.
summer, mùa hè. Như vậy là Hạnh Nguyên vừa tìm ra từ khóa của cuộc thi hôm nay, đó chính là summer. Và bạn vừa dành thêm cho mình 60 điểm nữa, xin chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại số điểm mà bốn bạn thí sinh đã đạt được cho tới thời điểm này. Bạn Thục Anh giành được 160 điểm. Bạn Khánh Ly giành được 180 điểm. Bạn Hạnh Nguyên giành được 230 điểm. Và bạn Kiều Thanh giành được 190 điểm. Ngay bây giờ sẽ là phần thi speed. Bạn có thấy mỗi nơi Nai và Quân hiện diện, niềm vui đang lan tỏa hơn cả niềm vui. Tại sao không đón nhận món quà từ Biscafin? Mỗi chiếc bánh ẩn chứa sự ngọt ngào của cuộc sống. Biscafin hơn cả niềm vui. Phần thi 4, Speed, phần ứng xử trên sân khấu. Ở phần thi Speed, trước cuộc thi 1 giờ, thí sinh sẽ có 2 lượt bốc thăm chủ đề thi, bốc thăm để lựa chọn bạn thí sinh tranh biện cùng cặp với mình. Thí sinh có 1 phút để trình bày hiểu biết của mình về chủ đề. Thí sinh tranh biện cùng cặp có 1 phút để tranh luận với bạn thi về cùng chủ đề đó. Thí sinh có 1 phút trao đổi cùng ban giám khảo, nhiều nhất là 2 câu hỏi. Mỗi giám khảo sẽ đánh giá cho điểm phần trình bày của thí sinh tối đa là 100 điểm. Mỗi giám khảo cũng sẽ đánh giá cho điểm thí sinh cùng tranh biện tối đa là 10 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi này sẽ là 330 điểm một thí sinh. Và ngay bây giờ sẽ là sự thể hiện của thí sinh đầu tiên, bạn Thục Anh. Please walk out to your position. What is your topic today? My topic is the sea. Here we go. As you know, Vinh City has a lot of beautiful places. But attractive as for me is beach, the sea. Sometimes I go to the sea with my family at the weekends. The weather is clear. I often make the sandcastle with my brother. The people here are really friendly. Especially I like the most in the sea is the seafood. The seafood is really yummy. We enjoy to look at the landscape in the sea because it's really beautiful. You know, sea has a lot of resources, so you should have the responsibility to protect the sea. You can't throw the rubbish to the sea. Một phút đầu tiên dành cho Thục Anh đã trôi qua và bây giờ sẽ là thời gian để cho bạn cùng tương tác với người cùng chơi. So who is your partner today? My partner is Hai Nguyen. Okay, please welcome to the stage. You two ready? Yes, I'm ready. Wonderful. Here we go, the second minute. Have you ever go to the beach with your families and the weather got bad? And can you tell me about that? Once more, in the morning, I went to the beach with my family. Suddenly, the weather is rainy, so we have to come back to Vinh. Have you ever joined a group that cleans the beach to make the environment better? No, I haven't joined any group, but I also put the rubbish in the bin. If you haven't joined the sea cleaner group, so have any member in your family join? It's my brother. He often put the rubbish into the bin. Yeah, thank you. Okay, thank you so much, Hạnh Nguyên. So, are you ready to answer the question from yes. the director? Okay, wonderful. Hello, Toka. Hello, teacher. All right, okay, let's begin. Do you think sunblock is important when you go to the beach? I think sunglasses is really important. If we wear this, the sun cannot shine to our eyes, and sunglasses can protect our eyes too. Okay. Are there any problems with jellyfish or sharks at your local beach? I think sharks is really dangerous. All right. Thank you. Bạn Hạnh Nguyên và Thục Anh đã cùng nhau vừa kết thúc phần thi speed. Số điểm mà Thục Anh giành được là bao nhiêu đây? Chúng ta hãy chờ đợi từ ban giám khảo.
70, 70 và 70 điểm. What about her partner, Hạnh Nguyên? 9, 8 và 8. Xin chúc mừng hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thi speed với thí sinh thứ hai, bạn Khánh Ly. So what is the topic? My topic is to learn to swim. Here we go, the first minute. I like swimming in the beach in summer with my family very much, but I don't know how to swim. So I learned it with some of my friends 2 years ago. It was really exciting. Before we come down the water, we should relax, don't be worried, and don't scared of the water. You should be confident. And we need to do some exercise before we start to swim, because it's very important. And when you come down the water, you should control breathing and remember, don't breathe in the water. And then we will learn to swim with hands and legs. I don't good at this because I'm not a swimming teacher. Ok, và bây giờ sẽ là phút thứ hai để bạn Khánh Ly cùng với bạn cùng chơi sẽ trao đổi thêm về vấn đề này. So who is your partner? It's Kiều Thành. Ok, please welcome to the stage. Here we go, the second minute. Do you think swim is good for our health and why? I think it's yes, because it improve our health and make me more relaxed. And in the summer, the weather is really hot. So if we go to the pool or the beach, go to swimming is really, really exciting and cool too. Why you like to swim? I like it because I want to swim in the beach with my family. Special is my dad because I like to swim with he, and he was tell me some happy story when I learned to swim with him. Where do you like to swim? I think it's Koa Beach. Okay. Thank you. Wonderful. Thank you, Kiều Thanh. And now this is the third minute for Khánh Ly to answer the question from the judge. Okay. Hello, Khánh Ly. Hello, teacher. Are you ready? Yes. Okay. Let's start. Yes. Can you swim? Yes, I can swim. I can swim 2 years ago. Who taught you to swim? It's my father and my brothers. And do you think it is important for everyone to learn how to swim? Yes, it's very important because now in the earth, 7% is the water. So we must be careful because when we fall down the water, if we can swim, this can help me. Are swimming lessons expensive? It's not really expensive. It's $100,000. Okay. Do you prefer swimming in a swimming pool or in the sea? I learned to swim in the pool. Okay, thank you. Bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi số điểm mà ban giám khảo dành cho Khánh Ly. 90, 80 và 80. And now what about her supporter? 8, 7, 8. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với thí sinh thứ ba ở phần thi speed này, đó là bạn Hạnh Nguyên. Xin mời. So, what is the topic today? My topic is to visit grandparent birthplace. Here we go, the first minute. We all have birthplace, and so my grandparent. My grandparent birthplace in Nam Dan, and it's also uncle's birthplace too. When I come to Nam Dan to visit my grandparents' birthplace, I usually go with my mother. Sometimes my mother take me with my grandmother to back to her hometown. When I arrive, I usually help my grandmothers, my mothers, and my cousins to prepare the meal. In the afternoon, I usually fly kite and play many classic games. And in the evening, I really enjoying listening to my grandmother fairy tale.
Every time I go to my grandparents' workplace, I usually feel very comfortable, safe, and is relaxed. I love my grandparents' workplace very much. I have made a promise that I will come back each one day when I grow up. Okay, thank you so much. Và bây giờ sẽ là phút thứ hai, bạn Hạnh Nguyên sẽ cùng trao đổi với người cùng chơi. So who is your partner today? My partner is Khánh Ly. Okay, please welcome back. So are you ready? Yes. Here yes. we go. You say that you love your grandparents' birthplace, right? Yes. And can you tell me why? It's a very special place that keeps many memories and loves about me and my grandparents. And secondly, it's very beautiful. When I come there, I feel really comfortable, relaxed, and safe. Namdan is your parents' birthplace. So what landscape about history do you like best? I like Huangshu Village and Shen Village the most because it's the birthplace of Uncle Ho. Can you tell me more information about it? Shen Village and Huangshu Village are Uncle Ho's birthplace and it's very beautiful. It's the place that Uncle Ho remembers the most. Yes, thank you. Thank you so much, Kang Lee. And now the third minute for Hạnh Nguyên to answer the jazz questions. Hello, Hạnh Nguyên. How are you feeling? I'm feeling a little bit nervous. Nervous. Okay, so be confident and be relaxed for this project. Are you ready? Yes. Okay, so here we go. Yes. What activities do you often do when you visit your grandparents' birthplaces? I usually fight kai, play many classic games with my cousin, and sometimes I help my grandmother, my mother, and my uncle, my aunt to prepare the meal. Sometimes in the evening, if my grandmother comes with me to her grandparents' birthplace, she usually tells me many fairy tales in the evening before we sleep. Mm-hmm, good. So what is your biggest impression on your grandparents' birthplaces? The thing I like most because it's a safety there. When I come there, I feel very safe. I can play, I can do many activities with my family. Mm-hmm. Okay, now thank you. Bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi số điểm ban giám khảo dành cho Hạnh Nguyên. 80, 80 và 80. And the score for her reporter, Khánh Ly. 8, 8 và 7. Chúng ta sẽ tiếp tục với bạn Kiều Thanh, xin mời. So, what is the topic today? My topic is your dream destination in summer. As you know, we can go, there's a lot of places that we can go in the summer. But the most place that I want to go is Phú Quốc Island. This island is the biggest island in Vietnam. The beach in here is really beautiful. The weather in spring and summer is usually warm and sometimes is sunny. In winter and autumn, the weather is really cold. And in the evening, there sometimes has thunderstorms. The seafood is here is really delicious and yummy. People is really hardworking, friendly, and kind. They will help you when you need. In the center of the island, there are a lot of beautiful hotels. If you want to know more about this place, you can search the information about Phú Quốc Island. Okay, very good. Và bây giờ sẽ là phút thứ hai dành cho Kiều Thanh và bạn cùng chơi. So who is your partner? My partner is Thục Anh. Okay, welcome back. So are you ready? Yes. Here we go. Other Phú Quốc Island, where would you like to travel? Another place that I want to travel is Ho Chi Minh City because that a really beautiful and a big city in Vietnam. Why do you choose Phú Quốc Island is the place you travel? Because the weather is there is good and there are a lot of fresh air and the beach is really beautiful. Do you think Phú Quốc Island is the most beautiful island in Vietnam?
I think that is the most beautiful island in Vietnam because it had a lot of wonderful place to travel. That's all. Thank you. Bây giờ sẽ là phút cuối cùng dành cho Kiều Thanh trả lời những câu hỏi của ban giám khảo. Hello, Kiều Thanh. Hello. Hello. All right, so let's begin. Yes. Okay. What special things do you plan to do at your dream destination? I want to swim in the Phu Quoc beach because that is really blue and it's really warm. All right. Do you plan to try their local food? I think it yes, because it's really yummy. What are the differences between a holiday you take with your family and a holiday which you take with your friends? I will take the holiday with my family because I can spend more time with my family and my friends, and about my friends, I can meet them all day at school. Do you prefer holidays which include a lot of activities or more relaxing ones? I prefer to relax in holidays because I had to study and my family had to work a lot in the weekends. All right, thank you. Thank you. Và bây giờ sẽ là thời điểm mà chúng ta chờ đón số điểm dành cho bạn Kiều Thanh. 80, 80 và 80. What about Thục Anh? 7, 8 và 7. Như vậy là phần thi speed đã trôi qua và chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại số điểm của bốn bạn thí sinh. Bạn Thục Anh giành được 392 điểm. Bạn Khánh Ly giành được 453 điểm. Bạn Hạnh Nguyên giành được 495 điểm. Và Kiều Thanh giành được 453 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thi cuối cùng, The Champion. Phần thi 5, Champion, bộ câu hỏi kiến thức. Phần thi Champion này gồm 5 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý có 15 giây suy nghĩ để trả lời. Trả lời sau gợi ý đầu tiên ghi được 40 điểm. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Trả lời sau gợi ý thứ hai ghi được 30 điểm. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. Trả lời sau gợi ý thứ ba ghi được 20 điểm. Trả lời sai bị trừ 15 điểm. Cả 4 thí sinh sẽ trả lời bằng cách ghi đáp án trên máy tính. Và máy tính sẽ đưa ra kết quả thời gian trả lời của từng thí sinh. Các thí sinh có quyền không trả lời. Điểm tối đa trong phần thi này là 200 điểm. Here we go, the first question. Và chúng ta đang nói tới bài thơ Emily Con. Vâng. Có hai bạn đã đưa ra câu trả lời đúng ở câu hỏi này. Bạn Hạnh Nguyên đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 32, bạn được cộng thêm 20 điểm. Kiều Thanh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 35, bạn cũng được cộng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Chúng ta đang nói tới hiện tượng bão, storm. Rất tiếc là không có bạn nào giành được điểm ở câu hỏi này. Here we go, the question number 3. Mà chúng ta đang nói tới Nhật Bản. Bạn Thục Anh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 25, bạn được cộng thêm 30 điểm. Khánh Ly đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 36, bạn được cộng thêm 20 điểm. Hạnh Nguyên đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 21, bạn được cộng thêm 30 điểm. Kiều Thanh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 26, bạn cũng được cộng thêm 30 điểm. Xin chúc mừng bốn bạn.
And here we go, the question number four. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. Và tên của bài hát là The Wheels on the Bus. Okay. Bây giờ chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Các bạn khán giả hãy cổ vũ cho bốn bạn thí sinh ạ. Chúng ta bắt đầu câu hỏi thứ 5. Mà chúng ta đang nói tới thành phố Hạ Long. Rất tiếc là bạn Tục Anh đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 12 và bạn bị trừ 5 điểm. Bạn Kiều Thanh đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 17, bạn bị trừ 10 điểm. Và thưa quý vị, như vậy là phần thi Champion đã kết thúc và chúng ta đã tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi tuần 2 quý 3 ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải. Trải qua các phần thi thì đến lúc này, vòng thi tuần 2 quý 3 năm 2020 đã xác định được thứ hạng của 4 thí sinh. Cùng đứng ở vị trí thứ 3 là bạn Nguyễn Thị Thục Anh đến từ trường tiểu học Lê Mau, thành phố Vinh. Và bạn Đặng Khánh Ly đến từ trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên. Xin mời hai bạn. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời cô Lê Thị Hồng Lam, hiệu trưởng trường tiểu học Trường Thi, thành phố Vinh. Và cô Nguyễn Thị Út, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành lên trao giải 3 cho hai bạn. Phần thưởng dành cho giải 3 là một suất học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling trị giá 1 triệu đồng và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin cảm ơn cô Lê Thị Hồng Lam và cô Nguyễn Thị Út. Đứng ở vị trí thứ 2 là bạn Nguyễn Kiều Thanh đến từ trường tiểu học thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Xin trân trọng kính mời cô Lu Marie Estacio, trưởng phòng đào tạo Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling và ông Vũ Thế Hải, phó phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An lên trao giải nhì cho bạn Nguyễn Kiều Thanh. Phần thưởng của giải nhì là một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Kiều Thanh và xin cảm ơn cô Lu Marie Estacio và ông Vũ Thế Hải. Và các bạn thân mến, giành giải nhất cuộc thi tuần 2 quý 3 đó chính là bạn Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đến từ trường tiểu học Trường Thi, thành phố Vinh với 545 điểm. Xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Ngọc, phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, trưởng ban tổ chức cuộc thi, và tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết, phó trưởng khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, thành viên ban giám khảo lên trao tặng giải nhất cho bạn. Phần thưởng cho bạn là một cúp biểu trưng pha lê dành cho người chiến thắng, một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biscafan. Xin cảm ơn ông Trần Minh Ngọc và tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết. Như vậy là thí sinh thứ 2 bước vào vòng thi quý 3 là bạn Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đến từ trường tiểu học Trường Thi, thành phố Vinh. Chương trình English Challenge do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assembling thực hiện với sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Biscafan xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!